Chúng ta học kinh giáo bao nhiêu năm nay mới ngộ ra. Lúc nào cũng đọc tâm kinh, từ bé đã biết đọc. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Dùng chúng ta nhầm ngũ uẩn là chỉ người, không phải vậy. Ngũ uẩn là chỉ vật chất. Vật chất làm sao? Nói về vật chất nhỏ nhất, ngày nay gọi là lượng tử. Ở phần trước, Hoàng Niệm Lão đã đưa cho chúng ta một danh từ. Các nhà khoa học đã dịch ra tiếng Trung, Trung Di Tử. Trung Di Tử này lớn chừng nào? Khái niệm ngày nay của chúng ta là khái niệm rất mơ hồ, không rõ ràng. Nguyên tử, mọi người đều biết danh từ này. Trong nguyên tử có hạt nguyên tử, đó là trung tử. Bốn mặt đều có điện tử chạy xung quanh, giống như thái dương hệ. Trong nguyên tử là hạt nguyên tử, điện tử quay xung quanh nó. Đúng là giống như một tiểu vũ trụ, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Kính hiển vi cao độ có thể soi thấy. Điện tử này rất nhỏ, trung vi tử nhỏ cỡ nào? 100 ức trung vi tử hợp thành một điện tử. Bởi vì một điện tử nếu chia ra, có thể chia ra 100 ức trung vi tử. Có thể là thứ trong kinh Phật nói nhỏ trong cái nhỏ, không thể chia được nữa, chia nữa cũng không có. Một đơn vị vật chất nhỏ như thế, trong đó vẫn có sắc thọ tưởng hành thức, hay nói cách khác, nó đầy đủ ngũ uẩn. Ngày nay chúng ta mới biết Quan Thế Âm Bồ Tát nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là soi chiếu trung di tử, nó đầy đủ ngũ uẩn. Đầy đủ năm uẩn đó, thời gian dừng lại của nó chỉ có 1.600 triệu phần của một giây, không thể thấy nó. Thời gian ngừng lại ngắn như thị, gì thấy đều không. Ta không có cách nào nắm bắt được. Những hiện tượng trước mắt chúng ta được đến như thế nào? Những hiện tượng này tập hợp lại một chỗ, những ảo ảnh được sinh ra, không khác gì phim chiếu trên màn hình. Những đoạn phim đó 1 giây có thể chiếu ra 24 tấm. 24 tấm ảnh đó tích tụ lại ở trên, khiến ta sinh ra ảo giác. Chúng ta có thể hình dung ra vấn đề này. Chân tướng sự thật hiện tại chính là hiện tượng của trung di tử hiện ra, nghĩa là 1 giây có 1.600 đoạn phim. Ảo ảnh được sinh ra trong 1 giây, khiến ta không nhận ra nó là giả. Đấy mới gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Trong kinh Bát Nhã, tất cả pháp không nắm bắt, cuối cùng không lấy được gì? Chân tướng sự thật. Làm sao quý vị cho những thứ này là thật được? Nếu chân tướng sự thật này, nếu chắc chắn, nếu thấy rõ, triệt ngộ rồi, có thiên tai chăng? Không còn nữa. Bầu trời bị hủy diệt cũng không tạo thành thiên tai. Tại sao? Bất khả đắc. Thân thể chúng ta có hay chăng? Không có. Ngã và ngã sở đều bất khả đắc.
Nếu ta hiểu được những chân tướng này, tâm đã định rồi, chắc chắn sẽ không bị ngoại cảnh tác động. Tại sao không có những thứ đó? Căn bản không có. Đây là cảnh giới nào? Đó là cảnh giới trong thường tệt quan. Cảnh giới này là những gì trong bộ kinh này đã nói, rốt ráo chân thật. Bộ kinh này đề cập đến ba thứ chân thật, rốt ráo chân thật, cũng là chân tướng sự thật. Quý vị làm sao biết được? Trí tuệ chân thật sẽ thấy được rốt ráo chân thật. Khi đã thấy rồi, họ sẽ nhận được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Buông bỏ tất cả. Biết được những gì? Tất cả pháp không có gì, đều là không. Đây chính là lợi ích chân thật. Bất cứ một thiên tai nào xuất hiện, quý vị nhìn xuyên được, nhìn thấy tất cả. Những hiện tượng này như thế nào? Tất cả những hiện tượng này là do nghiệp lực chúng sanh biến hiện ra. Nghiệp lực năng biến không phải thật, hiện tượng của sở biến cũng không phải thật. Đó là quý vị nhìn những tai nạn lớn, có khác gì chúng ta xem truyền hình đâu. Khi quý vị nhìn thấy những tiết mục này, nhìn thấy những cảnh diễn khác, sẽ hiểu quả báo nghiệp nhân của nó. Người mê hoặc đang chịu tội trong đó, không biết được chân tướng sự thật, họ cho là thật. Bởi thì nhân quả luân hồi là một sự thật.